Một viên kim cương Tiffany luôn là một món quà hấp dẫn. Tuy nhiên, nếu nhìn lại mức tăng cổ phiếu của hãng trang sức này thì có lẽ cổ phiếu của Tiffany còn hấp dẫn hơn. Hãng bán lẻ trang sức cao cấp lớn thứ hai thế giới Tiffany có mức lợi nhuận quý 1 vượt dự đoán của chuyên gia, hãng cũng vừa nâng dự báo cả năm. Lợi nhuận tăng 50% lên mức hơn 125 triệu đô la, tương đương 97 cent một cổ phiếu. Doanh thu tăng 13% lên hơn 1 tỷ đô la, vượt dự báo của chuyên gia. Cổ phiếu của Tiffany hiện tăng lên gần 100 đô la. Trong khi đó, khi hãng mới IPO vào năm 1987, cổ phiếu của Tiffany chỉ có giá chưa tới 2 đô la trên sàn NYSE. Các chuyên gia đã làm một phép so sánh giữa khả năng sinh lời của cổ phiếu Tiffany với kim cương, sản phẩm chính của hãng. Một viên kim cương 1 carat có giá khoảng 6.000 đô la vào năm 1987. Tính đến nay, giá của viên kim cương này có thể đạt gần 13.000 đô la. Nhưng nếu dùng 6.000 đô la đó để mua cổ phiếu Tiffany ở mức giá 2 đô la vào năm 1987, thì nay số cổ phiếu này có giá tới 312.000 đô la. Chỉ đứng sau hãng trang sức lớn nhất thế giới Richmond, giới chuyên gia đang đánh giá rất cao triển vọng của cổ phiếu Tiffany. Hãng cũng đã tăng lợi nhuận cả năm lên mức 4,25 đô la một cổ phiếu.